Và bây giờ thì đến phần quan trọng nhất, đó chính là phần ba la mã, kỹ năng làm bài nghị luận văn học. Khi mà đi vào kỹ năng làm bài nghị luận văn học thì cô xin lưu ý với các em lần cuối cùng ở kỹ năng làm bài làm đoạn văn nghị luận xã hội là chỉ một dấu chấm xuống dòng duy nhất ở cuối đoạn thôi. Còn nếu mà chúng ta chấm xuống dòng lại viết thêm một đoạn thuộc vào đầu dòng nữa coi như là chúng ta không đạt yêu cầu đoạn văn. Em lưu ý, đoạn văn về hình thức bắt đầu bằng chỗ thuộc vào đầu dòng và kết thúc bằng dấu chấm xuống dòng là hết đoạn. Cho nên là các em cần phải lưu ý điều này, bởi vì xưa nay chúng ta quen viết bài văn, cho nên là mở bài xong xuống dòng, sau đó viết thân bài có nhiều đoạn, nhiều ý, nhiều lần xuống dòng. Bây giờ chúng ta quen với thao tác đó, thì nếu mà chúng ta không tự nhắc mình từ trước mà không luyện tập nhiều thì chúng ta quên. Rồi chúng ta viết xong rồi, sau đó nhìn lại thấy sai, bỏ viết lại thì nó sẽ rất là tốn thời gian. Bây giờ là sẽ đi vào kỹ năng làm bài nghị luận văn học. Bài nghị luận văn học trong kỳ thi năm nay nó sẽ chiếm số điểm là 5 điểm. Vậy thì với cái định hướng ôn thi, bài nghị luận văn học năm nay sẽ ra những đề khó để có sự phân định giữa học sinh trung bình và học sinh khá giỏi để có thể sử dụng điểm của bài thi xét tuyển vào các trường đại học. Vậy thì các em thấy là để xử lý được những bài nâng cao, những cái dạng đề nâng cao, ví dụ như là dạng đề so sánh hay là dạng đề phân tích chứng minh nhận định đấy, hay là những cái dạng đề về gì các em, về một cái gọi là một cái vấn đề nào đó trong nhiều tác phẩm. Cô lấy ví dụ như là giá trị nhân đạo trong một loạt tác phẩm cả trước cách mạng tháng 8 và sau cách mạng tháng 8, và từ đó phát biểu cái quan điểm của anh chị về giá trị nhân đạo của văn học cách mạng đi. Thì với những cái dạng đề nó nâng cao như vậy, đòi hỏi thứ nhất là chúng ta phải nắm vững kiến thức tác phẩm, nắm vững kiến thức tác phẩm. Và sau đó là gì? Là vận dụng kỹ năng thật tốt. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em 3 dạng đề. Thứ nhất là dạng đề cơ bản. Các em đi phần 1 nhỏ. Là dạng đề cơ bản. Đây là dạng đề phân tích. Cảm nhận. Về một nhân vật. Một đoạn thơ, một đoạn văn. Với dạng đề phân tích cảm nhận về một nhân vật, một đoạn thơ, một đoạn văn thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Trước tiên là các em sẽ phải nắm vững được kiến thức về nhân vật, đoạn thơ, đoạn văn đó, đặt nó trong toàn bộ tác phẩm để soi chiếu, để hiểu sâu sắc hơn. Và cũng có thể là gì? Đặt nó cùng với những cái tác phẩm khác, cùng một chủ đề để sau đó chúng ta có thể mở rộng, đánh giá thì bài viết nó sẽ sâu sắc hơn. Chúng ta để ở dạng đề so sánh thì các em sẽ đi theo kết cấu này. Các em sang phần 2 nhé. Thứ nhất
Dấu hai thị thứ nhất là phần A lớn mở bài. Phần mở bài của đề này, các em có thể giới thiệu về tác giả. Rồi tác phẩm. Thứ hai là nêu vấn đề. Vấn đề ở đây là nhân vật. Hay là đoạn thơ. Cô lấy ví dụ cảm nhận của anh chị về đoạn thơ sau đây. Em ơi em, hãy nhìn rất xa vào 4.000 năm đất nước. Năm tháng nào cũng người người lớp lớp, con gái con trai bằng tuổi chúng ta. Cần cù làm lụng khi có giặc, người con trai ra trận, người con gái trở về nuôi cái cùng con. Ngày giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh. Nhiều người đã trở thành anh hùng, nhiều anh hùng cả anh và em đều nhớ. Nhưng em biết không, có biết bao người con gái con trai trong 4.000 lớp người giống ta lứa tuổi, họ đã sống và chết, giản dị và bình tâm, không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm ra đất nước. Đây là một đoạn trích trong đoạn trích Đất nước, trích Trường ca Mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Và bây giờ chúng ta sẽ mở bài. Nó sẽ có nhiều cách mở bài. Nếu mà các em theo dõi khóa H2 thì cô đã hướng dẫn rất nhiều cách mở bài để các em xử lý cho hay. Ở cách này thì các em có thể giới thiệu về tác giả Nguyễn Khoa Điềm. Là một nhà thơ trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ, thơ ông hấp dẫn bởi xúc cảm nồng nàn, suy tư sâu lắng và giàu tính chính luận trữ tình. Năm 1971, tại chiến trường Bình Trị Thiên Khói Lửa, Trường ca Mặt đường khát vọng ra đời. Trường ca viết về sự thức tỉnh của tuổi trẻ vùng tạm chiếm miền Nam, ý thức sâu sắc về sứ mệnh lịch sử của thế hệ mình xuống đường đấu tranh để hòa nhịp cùng với cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược. Trường ca gồm có 9 chương, trong đó những trang thơ khắc hình đất nước là những nốt nhạc làm say đắm lòng người. Chúng ta sẽ cảm nhận được điều đó qua đoạn thơ sau. Đó là cách mà chúng ta giới thiệu vấn đề. Hay là các em cũng có thể mở bài bằng đề tài đất nước. Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu, nghe dịu nỗi đau của mẹ, 3 lần tiễn con đi, 2 lần khóc thầm lặng lẽ, các anh không về, mình mẹ lặng yên. Viết về đất nước, bao giờ các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ cũng dùng những nốt nhạc say đắm nhất, nhẹ nhàng nhất, thiêng liêng nhất, trìu mến nhất, bởi đất nước là mẹ, bởi ở đó có những con người đã ngã xuống vì quê hương xứ sở. Và điều thiêng liêng thành kính này ta sẽ gặp trong Trường ca Mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm trong đoạn trích đất nước. Trong những nốt nhạc này, ông đã suy tư vô cùng sâu lắng. Nhưng em biết không, hay là em ơi em, hãy nhìn rất xa vào 4.000 năm đất nước. Đó là nhiều cách để chúng ta mở bài, giới thiệu vấn đề. Và các em phải đọc thật nhiều, chúng ta phải cố gắng luyện tập thật nhiều thì sẽ viết được những mở bài hay. Cô lấy ví dụ như là cảm nhận về nhân vật người đàn bà hàng chài. Trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Tô, các em có thể giới thiệu tác giả tác phẩm, các em cũng có thể giới thiệu quan điểm nghệ thuật, cũng có thể giới thiệu là gì các em về người mẹ. Mẹ là tạo hóa tháng ngày, chất chiêu ngày tháng sau dài đời con. Viết về mẹ, bao giờ các nhà văn cũng dùng những ngôn từ yêu thương nhất. Bởi mẹ là duy nhất, bởi ở trái tim người mẹ ta sẽ tìm được lòng chung thủy tuyệt đối, như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết.
và hình ảnh người mẹ tảo tần, chịu thương chịu khó, hy sinh tất cả vì con là hình ảnh cao đẹp, vô bờ bến. Hình ảnh ấy ta sẽ bắt gặp qua người đàn bà hàng chài trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Đó là một cách mở bài. Vậy thì làm sao để viết mở bài cho hay? Yêu cầu chúng ta là phải nắm được cái vấn đề mà đề bài yêu cầu là gì. Đúng không nào? Bây giờ các em sẽ sang phần B là thân bài. Phần thân bài thì chúng ta lưu ý là bất kể đề nào nó cũng gồm có 3 phần như thế này. Thứ nhất là khái quát. Thứ hai là phân tích cảm nhận. Và thứ ba là đánh giá. Khái quát là thông thường chúng ta sẽ nêu một vài ý về hoàn cảnh ra đời. Thứ hai là nội dung cơ bản. Phần phân tích cảm nhận thì các em sẽ đi vào mỗi nhân vật, mỗi vấn đề để chúng ta có thể khai thác những cái ý cụ thể nhất. Cô lấy ví dụ như thế này. Khi mà yêu cầu chúng ta phân tích về nhân vật Tờ Nú, cảm nhận về nhân vật Tờ Nú, phần hoàn cảnh ra đời thì các em có thể viết năm 1965 khi thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ vào bãi biển Chu Lai và tiến hành đánh phá ác liệt ra miền Bắc. Nguyễn Trung Thành đã muốn viết bài hịch tướng sĩ của thời kỳ chống Mỹ. Sau khi viết Tùy bút đường chúng ta đi, thì nhà văn đã bắt tay vào viết Rừng Xà Nu. Tác phẩm đã viết về những con người kiên cường bên một cánh rừng xà nu bạc ngàn. Thông qua đó, nhà văn đã đặt ra chân lý, muốn có cuộc sống tự do phải cầm vũ khí đứng lên. Đây là một chân lý của cách mạng. Đi vào phân tích cảm nhận về nhân vật Tờ Nú thì các em sẽ nói từng ý một về giới thiệu chung, biểu trưng cho nhân vật như tuổi trẻ Tây Nguyên, tuổi trẻ miền Nam, tuổi trẻ Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Phần cuộc đời được cụ Mết kể lại trong một đêm mưa rì rào như gió nhẹ. Và phần tính cách thì các em thấy là mỗi một nhân vật chúng ta sẽ triển khai khác nhau tùy theo cách mà nhà văn đã xây dựng ở trong tác phẩm. Phần đánh giá thì chúng ta cũng đánh giá sơ lược về nghệ thuật. Và nội dung. Các em sang phần C là phần kết bài. Nếu mở bài các em phải viết sâu sắc đúng không nào? Thì kết bài yêu cầu chúng ta thứ nhất là phải tóm lại tất cả những vấn đề ở trên. Và thứ hai là chúng ta phải để lại dư âm. Để lại dư âm. Đây là dạng đề cơ bản, các em sẽ làm theo kết cấu như thế này. Chúng ta sẽ sang dạng đề thứ hai là dạng đề so sánh. Dạng đề so sánh là so sánh hai nhân vật. Hai đoạn thơ, vân vân, hay là hai đoạn văn,
Ở phần A lớn là phần mở bài. Mở bài cách thứ nhất thì chúng ta sẽ giới thiệu hai tác giả. Rồi hai tác phẩm. Sau đó là chúng ta nêu vấn đề, nghĩa là hai nhân vật hoặc là hai đoạn thơ. Nhưng mà nếu mà làm theo cách này thì chúng ta thấy là gì các em? Là nó sẽ không đảm bảo được cái độ sâu sắc và độ hay. Cho nên là cô vẫn khuyến khích các em là làm theo cách 2. Cách 2 là chúng ta sẽ tìm cái điểm chung của hai đối tượng này là cái gì. Cô lấy ví dụ như là bà cụ Tứ và người đàn bà hàng chài. Điểm chung là tình thương và sự tinh tế, hy sinh của một người mẹ, đúng không nào? Ví dụ như là Tờ Nú và A Phủ. Điểm chung đó là gì các em? Là vẻ đẹp của sự kiên cường bất khuất, đúng không? Hay là một đoạn thơ trong đất nước và Tây Tiến, thì cái điểm chung của nó là gì? Và từ cái điểm chung đó các em sẽ giới thiệu, các em sẽ nêu vấn đề. Cách 2 là tìm điểm chung. Và sau đó sẽ nêu vấn đề. Tìm điểm chung của hai nhân vật, hai đoạn thơ, hai đoạn văn. Và sau đó sẽ nêu vấn đề. Ví dụ như là một đoạn ở trong sông Đà của Nguyễn Tuân, một đoạn ở trong sông Hương của Hoàng Phủ Ngọc Tường, đều viết về hai con sông xinh đẹp và rất là quen thuộc với mỗi một con người Việt Nam. Vậy thì các em sẽ tìm điểm chung của nó là ở đâu? Cô lấy ví dụ như là người ta cho so sánh bao giờ người ta cũng cho trên một cái tiêu chí tương đồng. Như là chọn một cái đoạn trữ tình của sông Đà. Từ trên tàu bay nhìn xuống là con sông Đà tuôn dài như một án tóc trữ tình. Đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc buông nở hoa ban hoa gạo tháng 2 và cuồn cuộn mù khói núi mèo đốt nương xuân cho đến cái đoạn là một nỗi niềm cổ tích tuổi xưa. Và sông Hương ví dụ như là gì khen? Từ đây như để tìm đúng đường về, sông Hương vui tươi hẳn lên giữa những biển bãi xanh biếc của vùng ngoại ô Kim Long. Kế một nét thẳng thực theo hướng Tây Nam Đông Bắc, từ đây, ở cuối con đường, nó đã nhìn thấy chiếc cầu trắng in ngần trên nền trời, nhỏ nhắn như những vành trăng non. Giáp mặt thành phố ở Cồn Dạ Viên, sông Hương uống một cánh cung rất nhẹ, dòng sông ấy làm cho dòng đường cong ấy làm cho dòng sông mềm hẳn đi như một tiếng vân không nói ra của tình yêu. Các em thấy hai đoạn này so sánh với nhau, vậy thì chúng ta tìm điểm chung là gì? Nó đều đẹp, nó đều thơ mộng, nó đều trữ tình. Cho nên chúng ta nói về những dòng sông đẹp ở quê hương. Trong đoạn trích Đất nước, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã viết: ôi những dòng sông bắt nước từ đâu, mà khi về đất nước mình thì bắt lên câu hát. Người đến hát khi chèo đò kéo thuyền vượt thác, gợi trăm màu trên trăm dáng sông xuôi. Những dòng sông Việt Nam đã tôn tạo nên vẻ đẹp của đất nước Việt Nam, của non sông Việt Nam. Ta đã sẽ cảm nhận được cái vẻ đẹp đó trong dòng sông Mã Kiêu Hùng của Quang Dũng, trong vòng dòng sông Hồng chảy nặng phù sa, dòng sông thương tha thiết bao nỗi niềm, vân vân và vân vân. Và ta cũng không thể quên được vẻ đẹp dịu dàng kiêu sa nhưng thơ mộng của sông Đà qua ngòi bút độc tấu đầy độc đáo của nhà văn Nguyễn Tuân, và cái vẻ đẹp đầy gợi cảm của sông Hương trong tùy bút ai đã đặt tên cho dòng sông của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Vẻ đẹp ấy được khắc họa trong hai đoạn văn sau.
Đấy, các em có thể giới thiệu như vậy. Đây là chúng ta tìm điểm chung và nêu ra vấn đề. Đúng không nào? Chúng ta sẽ đi sang phần B. Là phần thân bài. Phần thân bài thì các em cũng đi 3 phần là khái quát. Trong phần khái quát cũng giới thiệu về hai tác giả và hai tác phẩm. Nếu mà cái nội dung này các em đã nêu ở trên thì thôi, không nêu lại ở đây. Chúng ta chỉ nêu những cái ý chung thôi ha. Rồi thứ hai là phần phân tích và so sánh. Phần phân tích và so sánh đầu tiên là các em phải nói về từng đối tượng. Các em phân tích từng đối tượng. Rồi sau đó là các em đặt trong thế tương quan để so sánh. Nghĩa là tìm ra những điểm giống nhau và khác nhau. Những cái nét độc đáo riêng của mỗi vấn đề, mỗi tác phẩm. Hay. Chúng ta so sánh không có nghĩa là đánh giá cái nào hay hơn cái nào sâu sắc hơn cái nào, mà chúng ta tìm ra cái độc đáo riêng của mỗi tác giả ở trong mỗi văn bản, trong mỗi nhân vật. Và sau đó thì chúng ta sẽ đi sang phần đánh giá. Cũng giống như trên, về nội dung và nghệ thuật. Đây là dạng đề thứ hai. Sau đó thì các em cũng sang phần C lớn. Là kết bài. Dạng đề thứ ba là dạng đề phân tích, chứng minh, bình luận một nhận định. Cô ghi vắn tắt là dạng đề về một nhận định, một ý kiến. Về một nhận định, một ý kiến, phần A lớn là mở bài. Các em cũng sẽ giới thiệu, ý thứ nhất là chúng ta cũng sẽ giới thiệu tác giả, tác phẩm hay là vấn đề liên quan đến nhận định. Cô ghi vắn tắt là vấn đề liên quan. Đấy. Thứ hai, ở cái đề này yêu cầu các em là phải trích gọi là nguyên văn nhận định. Ghi lại là chép. Chép vào nguyên văn nhận định. Với nhận định thì các em không được là dẫn lược mà chúng ta phải chép nguyên văn. Chép nguyên văn nhận định. Phần B là thân bài. Trong phần với cái dạng đề mà về một nhận định các em, thì chúng ta cần phải có một cái ý là gì? Là giải thích nhận định. Chúng ta đi phần thứ nhất là khái quát. Khái quát thứ nhất là sơ lược về tác giả, tác phẩm. Và thứ hai là gì? Là chúng ta phải giải thích nhận định. Phần thứ hai đó là chúng ta sẽ đi phân tích, chứng minh hay là bình luận theo yêu cầu của đề. Rồi thứ ba là chúng ta sẽ đánh giá.
Và cuối cùng cũng như hai đề bài trên là chúng ta sẽ kết bài. Cô lấy ví dụ như thế này ở trong phần thân bài này nè. Ở cái phần khái quát thì các em sẽ nói về tác giả tác phẩm và giải thích nhận định. Nếu mà nhận định gồm có hai vế thì các em giải thích từng vế một và sau đó đi giải thích chung ý nghĩa của nhận định. Đúng không nào? Cho nên đến cái phần phân tích chứng minh bình luận, các em xem thử là cái nhận định đó nó có những cái vế như thế nào. Hai vế này nó có đối lập nhau hay là nó tương đồng với nhau. Thì chúng ta phải linh hoạt ở trong cách xử lý. Và nhận định là gì, các em về một tác phẩm hay là về một nhân vật, thì các em phải dùng chính cái kiến thức của tác phẩm, của nhân vật đó để chứng minh nhận định hay là để minh họa cho cái chúng ta bình luận về nhận định. Đúng không nào? Chúng ta cũng có thể mở rộng bằng cách là gì, các em đi đến những cái tác phẩm khác nó có nội dung liên quan để hỗ trợ cho nhân vật, hoặc là gì các em, hoặc là cho tác phẩm để làm rõ hơn nhận định. Đây là một dạng đề khó. Trên cơ phương diện là gì, các em hướng dẫn kỹ năng thì cô không thể nào mà giúp các em có thể làm tốt. Để làm tốt dạng đề này, các em cần phải học những cái đề cụ thể, cần phải giải, cần phải làm những đề cụ thể. Và ở trong khóa 2 thì cô đã có 3 đề hướng dẫn phân tích chứng minh những nhận định, giúp các em có thể là xử lý tốt nhất cái dạng đề này. Các em ha. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại toàn bộ bài kỹ năng làm bài môn thi ngữ văn. Cô lưu ý các em là về vấn đề trình bày, yêu cầu chúng ta là phải trình bày rõ ràng, gãy gọn và chính xác, thì tất cả các môn học, các môn thi đều đòi hỏi chính xác. Nhưng mà đặc trưng của môn ngữ văn là bài viết phải rõ ràng và sáng sủa thì mới có thể đạt điểm cao. Mới có thể đạt điểm cao. Còn nếu các em viết mà bôi xóa một cách tùy tiện và chữ viết của chúng ta không đọc rõ thì chúng ta sẽ mất đi cơ hội đạt được điểm cao. Cho nên các em cố gắng là trình bày thật là sạch sẽ và gọn gàng. Phần đọc hiểu thì chúng ta cần trả lời chuẩn xác và ngắn gọn, súc tích, cô đọng. Phần nghị luận xã hội yêu cầu các em chú ý chỉ viết một đoạn văn duy nhất, khoảng 18 cho đến 20 dòng. Đây, 20 dòng là tối đa. Và phần nghị luận văn học, chúng ta cần phải đọc đề thật là kỹ. Và sau đó là gì, để tập trung vào những cái kiến thức liên quan đến đề bài và xử lý cho tốt. Về phân bố thời gian của bài thi này, phần đọc hiểu các em cố gắng làm trong khoảng 20 phút trở lại. Phần nghị luận văn học cũng vậy, chỉ làm trong khoảng 20 phút trở lại. Và phần nghị luận xã hội, còn phần nghị luận văn học thì ở đây chúng ta sẽ còn khoảng là 80 phút. Các em cố gắng làm sao để cho trọn vẹn. Và chúng ta lưu ý là bài nghị luận cần phải có kết bài, đừng để bài làm dang dở. Thời gian năm nay nó sẽ rất là hạn hẹp, cho nên các em cần phải phân bố thời gian hợp lý. Và cố gắng khi mà giám thị nhắc còn 10 phút nữa hết giờ, các em cố gắng tóm lược các ý và đi vào kết bài. Để đảm bảo là một bài văn hoàn chỉnh các em. Làm văn thì rõ ràng là không phải chấm ý cho điểm. Mà gì? Mà phải coi bài viết đó nó có hoàn chỉnh về mặt kết cấu hay không, sau đó thì mới đi vào từng ý cụ thể. Và với những hướng dẫn như vậy, cô hy vọng rằng các em sẽ có thể đạt được điểm cao trong bài thi sắp tới, trong kỳ thi sắp tới, và chúc các em sẽ có những bài học thật là bổ ích, không chỉ ở môn ngữ văn mà tất cả các môn học khác trên website học247.vn. Và xin tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em ở những bài học sau.